Cái bệnh hôi miệng ấy, là cái bệnh mà rất nhiều người bị mắc cái bệnh này, và theo thống kê thì có tới 40% là người mắc bệnh về bệnh hôi miệng, tức là bệnh hôi miệng tức là bệnh trong cái khoang miệng ấy, phả ra cái mùi nó khó chịu, thế gọi về bệnh hôi miệng. Theo các bác sĩ, với căn bệnh như hôi miệng, quá trình điều trị, hỗ trợ điều trị đòi hỏi phải kiên trì dựa trên phương pháp đúng. Với một số bệnh nhân mắc phải các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm họng, viêm phổi, viêm amidan, bệnh về đường tiêu hóa như trào ngược dạ dày, thực quản sinh ra hôi miệng thì không phải là thứ có thể cải thiện một sớm một chiều. Do đó, việc lựa chọn đúng loại sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh và tuân thủ lộ trình sẽ giúp người bệnh kiểm soát, điều trị được bệnh hôi miệng. Cái đề tốc nano này thì nó câu một cái gọi là công thức thì rất là hoàn hảo đấy, bao gồm thành phần rất là nhiều cái thảo dược là quý như là xạ can rồi hoắc hương thế rồi tử hoa rồi địa đinh rồi cắt cánh và bạch chỉ vân vân, thì những thảo dược này là hoàn toàn thảo dược rất là quý và đem lại cái hiệu quả điều trị rất là cao cho những người mà mắc chứng bệnh về về hôi miệng. Thì cái sản phẩm này ấy, thì áp dụng cho rất nhiều các cái lứa tuổi, từ người già tới đến người trẻ, nói chung là sử dụng rất là rộng rãi. Detox Nano bao gồm một bộ sản phẩm với sự kết hợp của viên uống, ngậm, nước súc miệng và xì thơm miệng. Tất cả đều được nghiên cứu, sản xuất bằng công nghệ cao với chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên. Bên cạnh đó, Detox Nano được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế GMP, được Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành nhiều năm qua, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định dược liệu của bài thuốc cũng như các quy định của pháp luật. Ngoài ra, để đạt được hiệu quả tối đa, người dùng khi sử dụng các sản phẩm Detox Nano cần thực hiện chế độ sinh hoạt hợp lý. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.